Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip này, ở bên mình là thông báo còn một combo dòng Nelby của JBL. Bác nào có nhu cầu dùng liên hệ bên mình. Đây là một trong dòng để đánh cho gia đình, bát 30, côn 75 và tép kèn 450 dòng Nelby. Và phân tần bản này mình sẽ ghép lên cấu hình BN, phân tần BN2. Anh em mình xem đây. Tất nhiên lúc anh em lấy thì bên mình sẽ hỗ trợ hàn dây luôn nhé. Còn một combo này, hàng cực kỳ chất lượng. Đây là phân tần và tép neo. Bản này thì đã có nhiều bài mổ, bài test rồi anh em nhé. Nelby JBL 450, Nelby bích dày côn 44, dòng cái cối bên trong là cối nhựa và có viền đồng. Đó. Nít nhôm. Đó. Sản phẩm của Ken thì bán theo combo này bên mình sẽ tặng kèm cả ốc nối, ốc vít và mic nối nhé. Mic nối và ốc vít. Vít này thì chắc là của nhà sản xuất cho của Ken nó cho. Và đây, phiên bản bát 30 của JBL 400W 8 ohm sản xuất tại Trung Quốc. Côn 75. Bản này thì anh em đánh trong phòng thôi, đánh quán thì quán trong phòng, đặc biệt là Nelby con này thì bên mình bán ra đã có hay có tiếng bên mình. Côn 75. Đây anh em mình có thể xem cái rộng nhất của cái viên mi này này là 10, này là 13, cái mic này tầm 13. Cái mic này 13 cm, mấy cái viên 500 lòi ra một tí khoảng 13,5 cm Nelby. Còn cái củ Ken này đo cho anh em lúc xem bảo kích thước bao nhiêu. Cái bích này là 8 phân rưỡi, cái viên bi thò ra thành 9 cm nhá, 9 cm. Còn tiện thể đo luôn cả cái kích thước phân tần cho anh em mình xem này. 16 và 13 x 16. Sản phẩm bên mình đang có một bộ duy nhất, anh em nào quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23. Và giá bán bộ này bình thường là mình sẽ bán là 4.900.000 bao ship, nhưng trong clip này bên mình còn một bộ mình bán hốt là 4.700.000 anh em nhé, 4.700.000 và cũng được bao ship. Anh em cọc cho cái thẻ điện thoại thì hoặc là cọc cho 200.000 đồng thì mình cho lên đường nhé. Chào các bác.